Câu chuyện bạn chưa biết về điển cố Cao Sơn Lưu Thủy. Vào năm 1977, một bản nhạc tuyệt vời đã được NASA, Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Hoa Kỳ gửi lên vũ trụ qua hai con tàu thám hiểm, tên là Voyager 1 và Voyager 2, phát vào không gian vũ trụ, đó là cầm khúc Cao Sơn Lưu Thủy. Rằng nghe nổi tiếng cầm đài, nước non lướng những lắng tai trung kỳ, trích truyện Kiều. Trong thập đại kiệt tác, khúc nhạc gây ấn tượng cho nhiều người nhất là tác phẩm Cao Sơn Lưu Thủy, khúc nhạc được danh cầm Quản Bình Hồ, sinh năm 1879, mất vào năm 1967, được mệnh danh là người chơi đàn cổ cầm hay nhất thế kỷ 20. Vào năm 1977, kiệt tác Cao Sơn Lưu Thủy đã được Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ NASA gửi phát vào không gian vũ trụ qua các con tàu thám hiểm của mình. Thời tiền tần là giai đoạn bách gia tranh minh, nhân tài rất nhiều. Rất nhiều kẻ sĩ thời đó quan niệm rất đơn giản, hoàn toàn không nhất thiết phải trung thành với nước chư hầu mình sinh sống. Việc lưu động kẻ sĩ giữa các nước nhiều không kể xiết, họ luôn mong ngóng tìm được tri ngộ, tri âm. Đó cũng chính là mơ ước chung suốt mấy ngàn năm của những người đọc sách. Nhưng mà có thể đạt được mục tiêu ấy có mấy người? Khúc Cao Sơn Lưu Thủy được người đời sau coi trọng như vậy là vì đằng sau còn ẩn chứa cả một câu chuyện về cuộc gặp gỡ kỳ diệu và cảm động giữa hai con người tri kỷ, đó là Bá Nha và Tử Kỳ. Câu chuyện Bá Nha gặp Tử Kỳ bắt đầu khi ông đang trên thuyền ở cửa sông Hán Dương. Sau khi phụng chỉ vua Tấn đi sứ ở nước Sở trở về, nhân lúc đêm trung thu trăng sáng, phong cảnh hữu tình, Bá Nha đặt hết tâm hồn mình đàn một khúc trầm bổng réo rắt. Tuy nhiên, khúc nhạc chưa dứt thì bỗng dưng dây đàn đứt dây. Bá Nha giật mình tự nghĩ, hẳn là có người nào đang nghe lén tiếng đàn rồi. Sau đó ông bèn đưa quân lính lên bờ tìm hiểu. Lúc này, trên bờ mới vọng lên tiếng nói của một gã tiều phu trấn an và ngợi ca rằng tiếng đàn của người trên thuyền thật là hay. Đó chính là Tử Kỳ. Đôi bên đối đáp không lâu thì Bá Nha nhận ra rằng Tử Kỳ tuy thân phận thấp hèn nhưng lại hiểu thấu tiếng đàn của ông. Bá Nha sinh ra lòng kính phục, mời Tử Kỳ lên thuyền đàm đạo. Ngồi đàm đạo không lâu, Bá Nha lại thử tài Tử Kỳ một lần nữa. Ông nối lại dây đàn, tập trung đến chốn non cao, đánh lên một khúc. Tử Kỳ khen ngợi rằng, thiện tại hồ cổ cầm, nguy nguy hồ nhược Thái Sơn. Nghĩa là đánh đàn hay thay, vời vợi tựa Thái Sơn. Bá Nha lúc này lại ngưng thần, ý tại Lưu Thủy, gảy lên một khúc nữa. Tử Kỳ lại ngợi khen rằng, đằng đằng hồ nhược Lưu Thủy, nghĩa là cuồn cuộn như dòng nước chảy. Cho dù Bá Nha khi đàn nghĩ về điều gì, chung Tử Kỳ đều có thể tâm lĩnh thần hội. Dù Bá Nha trong lúc du lãm núi Thái Sơn gặp phải mưa lớn, chỉ có thể tránh mưa trên vách đá treo leo. Dù Bá Nha cảm thấy bi ai, bèn gảy đàn để giải tỏa tâm tình. Tiếng đàn ban đầu biểu hiện tiếng mưa lâu mà không ngừng, sau đó là tiếng động lớn của núi lở. Mỗi khi Bá Nha tấu một khúc nhạc, chung Tử Kỳ đều có thể nói ra được tiếng lòng của Bá Nha, khiến dù Bá Nha cảm thán không thôi. Sung sướng vì tìm được tri âm, Bá Nha sai người bày tiệc đối ẩm, rồi sau đó lại kết nghĩa anh em với Tử Kỳ. Cả hai hẹn ước vào ngày trung thu năm sau sẽ lại gặp nhau ở gành đá chân núi Mã Yên. Tuy nhiên trời không chiều lòng người, Tử Kỳ đã qua đời trước dịp hẹn ước. Dù trước khi mất, ông cũng chưa bao giờ quên lời hẹn ước với người anh em kết nghĩa của mình. Tử Kỳ di ngôn lại rằng xin được mai táng ở chân núi Mã Yên để hoàn thành lời hẹn ước với Bá Nha.
Đến ngày hẹn ước, bá nha tìm đến nơi thì nghe được tin dữ. Ông đau lòng đến viếng Tử Kỳ và sau đó sai người mang cây dao cầm tới. Dốc hết tâm lực đàn một khúc Thiên Thu Trường Tận. Tấu xong khúc nhạc, bá nha vái cây dao cầm một vái, đoạn tay nâng đàn lên cao, đập mạnh vào phiến đá trước mộ Tử Kỳ. Dao cầm vỡ tan, trục ngọc phím đồng rơi lả tả. Thành ngữ cao sơn lưu thủy, núi cao nước chảy, bá nha nguyệt cầm, tức là bá nha ngừng chơi đàn, hay bá nha chi thán, tức lời than thở của bá nha đều xuất phát từ điển cố này. Hậu thế có người cảm thán rằng vạn lưỡng hoàng kim dung dịch đắc, chi âm nhất cá tối nan cầu, nghĩa là kiếm một vạn lượng vàng thì dễ, tìm một người chi âm mới là khó nhất. Sau đó bá nha ngâm bốn câu thơ mà rằng: dao cầm đập nát đau lòng phượng, đàn vắng Tử Kỳ đàn với ai, gió xuân khắp mặt bao bè bạn, muốn kiếm chi âm ôi khó thay. Mời các bạn giữ một tâm hồn tĩnh lặng để lắng nghe những tiếng lòng đồng điệu chi âm trong kiệt tác Cao Sơn Lưu Thủy. Lắng nghe khúc nhạc, nếu thật sự không nhập tâm và tinh tế thì chúng ta không thể thấy hết cái hay cái đẹp. Khúc nhạc bắt đầu bằng những âm thanh nhẹ nhàng và chậm rãi. Tiếng đàn đưa ta đến một không gian cao rộng và thoáng đãng, mơ màng. Ta như thấy lại hình ảnh bá nha năm nào đang đưa người theo điệu nhạc, đôi mắt nhắm lại và mơ màng về một nơi xa nào đó. Chỉ có đôi tay người nghệ sĩ lướt nhẹ trên phím đàn trầm bổng, khi dìu dặt, khi thê lương, xung quanh là con sông chảy hiền hòa, ôm vào lòng nó những dãy núi mù sương. Có thể đây là không gian mà ta gọi là Cao Sơn. Rồi bỗng nhiên, nhịp đàn nhanh dần, réo rắt những nhịp dồn dập nhau, tưởng chừng như thấy cả trái tim người nghệ sĩ cũng rung lên, hòa quyện cùng nhịp đàn. Ta lại thấy mình như giữa một khung cảnh sơn thủy hữu tình. Một ngọn núi xa xa, một dòng thác chảy mạnh mẽ, dòng nước cuộn sóng tùng bọt trắng xóa. Còn nước chảy từ trên cao hòa mình vào dòng nước lớn. Khung cảnh ấy có thể hình dung là lưu thủy. Kết lại, bản nhạc vẫn là những điệu âm réo rắt rồi nhỏ dần, như dòng chảy đang dần về một nơi xa lắm. Bản nhạc không chỉ đẹp ở giai điệu mà còn đẹp như một bức tranh hữu tình. Đôi khi giữa dòng đời hối hả, dành ra một khoảng lặng để lắng nghe Cao Sơn Lưu Thủy, ta lại thấy tiếng đàn như rót vào tim những âm thanh trong trẻo nhất. Trần gian lỡ đọa ta không tiếc, chỉ tiếc trên trần thiếu chi âm. Âm nhạc dân gian truyền thống là âm nhạc phong nhã mà thần truyền cho con người, tương thuận với ngũ hành, tương hợp tương thông với thiên địa, cảm ứng với thần minh, tương tế với thiên giới. Âm nhạc dân tộc có ngũ âm và 13 âm luật, tương ứng với ngũ hành và ngũ tạng và 13 tháng trong năm và một tháng nhuận. Văn hóa thần truyền truyền thống tôn sùng thiên nhân hợp nhất, chứa đựng tâm chân thành, kính thiên kính thần, tu dưỡng nhân tâm, dáng ngồi ngay chính, đàn tấu những thần khí, tịnh tâm luyện tập đàn mới có thể lĩnh hội được sự mỹ diệu của thiên nhân hợp nhất, từ đó mới có thể được thần chỉ dẫn và ban ân, lĩnh ngộ được nhiều thiên cơ hơn. Muốn học tốt nghệ thuật đánh đàn, đầu tiên phải học cách làm người. Làm một người thanh cao mới có thể thực sự đánh ra những âm điệu phong nhã rung động.
âm thanh phong nhã từ tơ trúc gảy ra, mới có thể được linh tính, mới có thể cảm xúc, mới có thể làm xúc động nhân tâm, cải biến con người, khơi dậy lương tri và thiện niệm. Âm nhạc mới có thể thực sự khởi tác dụng trị bệnh. Chúng ta không khó lý giải tại sao âm thanh tự nhiên của văn hóa phương Đông và phương Tây lại có thể chấn động nhân tâm, cảm động con người, cải biến con người như vậy. Sự tu dưỡng đạo đức đạt đến tiêu chuẩn cao, cộng thêm sự gia trì của thần, âm nhạc và con người hợp nhất, thần thần hợp nhất mới có thể tạo ra những kỳ tích hoàn mỹ. Cảm ơn bạn đã lắng nghe kênh phân của chúng tôi. Sắp tới chúng tôi sẽ ra một loạt bài về âm nhạc truyền thống. Kính mong quý vị cùng lắng nghe và ủng hộ.